xin chào mấy anh em nha. Thì hiện tại là bây giờ là 7 giờ mấy tối rồi mấy anh em. Là đang đóng hàng cho mấy anh em nè. Tại bữa nay đơn rất nhiều, với lại khách anh em tới tiệm gắn đồ cũng đông nên là hơi chậm trễ chút xíu. Thì mình quay cái video này là muốn nói anh em mà tình hình mà đóng hàng ở tiệm, với lại sẵn nói luôn, một số anh em đặt hàng ở trên Shopee luôn. Đây, đang soạn cái này 100 mấy đơn luôn. Đâu rồi, đây là một số anh em nè, có đơn nào ngoài sớm một con ốc đâu, một con ốc đâu này. Cái đơn một con á, cái đơn 10 mấy nghìn à. Rồi. Lạc nó mất tiêu rồi. Đây anh em. Đây. Thì này anh em đặt hàng nè, một con á là mình vẫn gửi bình thường nha, mình vẫn đóng cái hộp rất là đẹp trai nha mấy anh em. Đây, một con thôi, mình đừng đóng hộp, mình gửi tem và in phiếu đàng hoàng cũng rất là đẹp trai nha. Nói chung là anh em đặt hàng ủng hộ mình đó là mình vui rồi. Đó, chứ không phải là một con mình không gửi. Mình gửi hết nha mấy anh em. Đây, bữa nay là đơn rất nhiều. Đang đóng từ từ nè, thằng em mình cộng một đống bill nè. Nó đang soạn từ từ đó. Ok, thì cái video này là mình nói một số anh em vậy nè. Đó, một số anh em đóng hàng chợ á, đặt hàng chợ á, là anh em đặt hàng xong còn anh em nhắn tin tư vấn bên mình đó. Thì bên mình tư vấn là thường thường bây giờ là sẽ vào ban ngày đó, những ban đêm thì mình còn nghỉ ngơi nữa đó, mình còn nghỉ ngơi nữa nên là mình ban đêm mình sẽ không chép tin nhắn, mình sẽ chép tin nhắn trong giờ làm việc của mình đó. Thì những anh em không biết á thì mình tư vấn rất là nhiệt tình. Anh em đặt hàng xong đơn 1 triệu mấy 2 triệu luôn đó, rồi mình đóng hàng xong hết. Thường thường á là ở Sài Gòn á mấy anh em, là lúc mình đưa hàng qua nè thì họ sẽ lưu ở kho đó, nếu họ chép kịp á thì họ chép. Tại thường thường á mình cái thời gian mà mình đưa qua kho á là sẽ rất là trễ mấy anh em, tại ban ngày đóng bán ở tiệm nên không có thể mà vừa bán mà vừa đóng hàng được, mình không có đủ người đó. Thường thường là mình sẽ đưa vào cuối ngày. Thì bây giờ đóng tới khoảng 8 giờ mấy á, khoảng 8 giờ mấy là xong. Đưa qua kho, nếu ở bển người ta còn nhân viên người ta chật á thì người ta sẽ quét, người ta cho đi luôn. Còn không mình sẽ sáng đi. Đó, nhiều anh em á là đặt xong rồi mình cho hàng qua kho rồi bên em lên quỹ. Quỹ đơn. Đó. Rồi mình phải lục lại từng đơn này nè, lục lại từng đơn vậy nè. Đó, để mình lấy về. Nó rất là mất thời gian của mình mấy anh em. Bởi mình nói á, là mấy anh em nếu mà đặt hàng á, mấy anh em hãy suy nghĩ kỹ trước rồi hãy đặt, chứ mấy anh em đừng có hứng lên cái lúc đó rồi mấy anh em đặt rồi xong rồi mấy anh em hủy. Hiện tại mình lạc rất là nhiều đơn ở bển rồi, tại vì mấy anh em hủy là hàng không đi được, nó sẽ lưu ở đó và nó dục tới dục lui rồi nó lạc đơn mình luôn. Thật sự luôn á. Nên mình chỉ nói những anh em mà trước khi đặt á thì suy nghĩ kỹ xíu rồi mấy anh em đặt đó. Hàng mình vẫn đóng đàng hoàng cho mấy anh em, chứ không phải mấy anh em đặt xong rồi mình không có đóng, tại vì công việc rất là nhiều, đơn anh em đặt rất là nhiều. Nó bây giờ còn lung tung này như cái bãi chiến trường như nè đó, phải qua từng khâu kiểm nữa rồi xong rồi mới dán hộp lại và dán đơn lên đó. Để anh em đặt xong rồi anh em suy nghĩ kỹ, anh em quỷ một cái, một là cho ví dụ bữa nay đi 100 mấy chục đơn mình phải chép lại từng đơn để cái đơn nào mấy anh em còn đặt á thì mình gửi, còn cái đơn không đặt á thì mình sẽ lấy lại. Còn cái trường hợp như nè, mình đưa qua kho rồi, tại vì cái nhiệm vụ của mình á là giao hàng qua Shopee á mấy anh em, là mình chỉ cái nhiệm vụ, cái quyền hạn của mình là chỉ đưa tới kho thôi, chứ không phải là mình trực tiếp đi giao tới mấy anh em, mình đưa tới kho thôi. Nhân viên của họ không kẹt đơn á, tại vì trước mình á còn rất nhiều shop khác nữa, mình vô sau thì mình bắt buộc phải chờ đó, xong những shop đó rồi mới tới shop mình
mình phải chờ, bởi vì cái thời gian chép đơn nó sẽ hơi lâu chút xíu. Nhưng mà thường thường trễ là khoảng bữa nay anh em đặt là ngày mai là hàng mới chép xong rồi, chứ không phải nhiều anh em hỏi mình đó là vừa đặt xong hỏi sao mình chưa gửi, mà mình nhìn thời gian đặt mới cái buổi trưa à, hỏi sao mình chưa gửi. Rồi lúc mà mình gửi xong anh em vô quỷ đơn rồi mình phải chạy qua bển mình kiếm cái đơn mà anh em quỷ mình lấy về nữa. Hiện tại mình đã lạc mấy đơn ở bển rồi, tại vì mấy anh em quỷ là hàng đâu cho đi đâu, nó phải lưu lại đó, dục tới dục luôn rồi lạc đơn mình luôn đó. Là đôi lời mình muốn nói với mấy anh em là ví dụ mấy anh em có đặt hàng rồi mấy anh em suy nghĩ kỹ trước khi mấy em đặt, mình không ép mấy anh em đặt. Rồi mấy anh em đặt xong rồi mình đóng hàng xong rồi nói chung mất thời gian đôi bên luôn. Rồi xong rồi mình đóng xong rồi mấy anh em lên quỷ rồi nó mất thời gian của mình rất là nhiều mấy anh em. Đó. Đó anh em thấy đi, một con ốc thì mình vẫn gửi bình thường, một con ốc mình lại đâu có nhiều đâu, mình vẫn vô đóng cái hộp bình thường, mình gửi đi với mấy anh em. Những anh em mà mua hàng bên mình hồi đó giờ đó, lâu á, có anh em có những anh em đặt cả chục đơn luôn á. Những anh em đều hiểu. Còn những anh em nào mới mà mới mua hàng bên mình á thì mấy anh em thông cảm. Tại vì công việc ban ngày ở shop rất nhiều. Đó, tại vì những anh em ở Sài Gòn á người ta sẽ qua đây. Những anh em nào đã qua đây rồi thì mấy anh em làm chứng cho mình luôn. Đó, công việc rất lu bu. Không thể nào mà vừa đóng hàng rồi vừa gắn đồ cho mấy anh em được. Đó nên là khoảng tầm khoảng chiều là bắt đầu là đóng. Để đưa kịp trong ngày á, là kịp trong 8 giờ là sẽ đưa qua bên kho. Đó, kịp trong 8 giờ đưa qua kho để họ chép. Đó là ngày mai hàng đi cho anh em luôn, mình cũng rất là tranh thủ. Chứ không phải mình không gửi hàng mấy anh em. Bữa nay mình lên mình thấy quỷ đâu mấy người, 7-8 người. Rồi mình kiểm đơn lại. Mình kiểm đơn lại, mình lọc ra lại nữa. Nó mất thời gian. Ví dụ mình đóng xong hết đi, rồi mình sẽ cầm từng cái lên mình coi nè mấy anh em. Mình coi cái mã đơn này để mình dò lại. Để mình dò lại cho coi cái đơn nào còn hay không để mình gửi. Còn không thì mình sẽ để lại. Tại vì quăng qua bên kia nó sẽ lạc. Ok, thì cái video này mình kết thúc tại đây thôi. Còn những anh em nào muốn mua hay thắc mắc cái gì thì mấy anh em có thể nhắn tin Shopee để có nhân viên mình tư vấn tại trả luôn. Thì thời gian tư vấn là trong giờ làm việc. Đó, còn nửa đêm mà những anh em nào mà đi làm về trễ nửa đêm thì anh em cứ nhắn tin qua là sáng sẽ có người trả lời ha. Thì cảm ơn anh em đã ủng hộ shop mình. Thì nói chung là mình sẽ cố gắng để hoàn thiện tốt hơn. Đó, trong thời gian sắp tới. Đó. Và những cái món hàng, những dự định tương lai mình sẽ thông báo đến với anh em qua kênh YouTube này. Những anh em nào chưa đăng ký thì đăng ký. Còn những anh em nào đã đăng ký rồi mà chưa nhấn chuông thì nhấn chuông để đón xem những cái video mới nhất từ mình. Rồi, ok. Bye bye anh em. Chào anh em.